thầy cô, K12 Online là phần mềm giúp cho chúng ta giảng dạy trực tuyến. Nó có rất là nhiều những tính năng như thầy cô đã xem tài liệu. Thì em làm video này để hướng dẫn một cái tính năng đầu tiên cho thầy cô, đó là lớp học ảo. Nó giúp cho thầy cô có thể giảng dạy online một cách trực tiếp trên cái bảng của mình. Hoặc là thầy cô sẽ show một cái bài PowerPoint lên thầy cô giảng dạy như là một cái tiết dạy công nghệ. Thì đầu tiên thầy cô tải app về, thầy cô đăng nhập, hoặc thầy cô vào cái đường dẫn là k12online.vn. Thầy cô vào đó để đăng nhập. Khi chúng ta đăng nhập thì cái giao diện nó như thế này. Để tạo được tiết học, thầy cô vô thời khóa biểu. Thời khóa biểu thì nó đây nó có thứ, ngày, tháng, có tiết, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Ví dụ như em đặt cái lịch dạy thì cho tuần sau. Thì ở trên nó có hai cái mũi tên nè, thì cô click vô, nó sẽ chuyển qua tuần sau. Ví dụ là ngày 6 tháng 9. Ví dụ em dạy ngay tiết 1, em sẽ click vào cái vùng trống này. Em sẽ đặt cái lớp em dạy đó, lúc 7 giờ tiết 1. Lớp em dạy là lớp 12-1. Môn tin học thì cô chọn môn của mình. Học liệu, loại học liệu thì cô chọn là lớp học ảo. Tên lớp thì cô có thể đặt cái tên lớp. Thời lượng thì cô đặt là 40. Nó cộng thêm 5 phút thông báo thì nó ra 45. Rồi thì cô nhấn vào lưu. Đó, lúc này cái lớp học nó hiện đây. Thì cô có thể click vào để xem lại. Có thể click vào Facebook để sửa, hoặc click vào cái thùng rác này để xóa. Và hiện tại cái lớp học này thì nó chưa có được diễn ra. Rồi, tương tự vậy chúng ta có thể đặt lịch cho những cái lớp khác vào các cái tiết. Rồi em trở lại cái giao diện chính như thế này. Ví dụ khi chúng ta mới đăng nhập vô, em muốn xem hôm nay em dạy cái gì thì em sẽ click vào thời khóa biểu. Đây là biểu của mình. Tuy nhiên thì nó đến cái thời gian này thì nó mới mở ra cái đường link cho chúng ta vào cái lớp học, cái phòng học. Và học sinh của lớp 12-1 cũng vậy, trên cái hệ thống của nó, trên cái phần mềm của nó tài khoản nó đăng nhập, nó cũng sẽ hiện ra cái thời gian học của bộ môn này, và nó cũng sẽ vào cái phòng học. Em ví dụ một cái tiết học đang diễn ra. Em có đặt một cái tiết học đang diễn ra, ví dụ như đang đặt diễn ra tại đây. Rồi em sẽ click chuột trái vào đây. Đó, cái tiết học này nó đang được diễn ra tới đúng cái thời gian thì nó hiện ra và nó có cái chữ vào dạy. Chúng ta kê chuột vào, nó có cái bàn tay này. Đó, chúng ta click vào đó thì nó sẽ đưa chúng ta vào cái phòng học, cái phòng dạy. Tương tự vậy học sinh nó cũng vào, nó click vào nó cũng sẽ vô cái phòng này để nó học. Khi thầy cô click vô thì nó hiện ra cái âm thanh máy tính, thì cô chọn là kết nối âm thanh. Ở phía dưới này là âm thanh của chúng ta nè, micro nè, thì cô click vào đây thì nó sẽ bật âm thanh để học sinh nó nghe, hoặc thầy cô bật camera để học sinh nó thấy cái hình của thầy cô. Rồi ở đây em không có chia sẻ hình ảnh. Rồi bây giờ để chia sẻ một cái bài PowerPoint, một cái bài PowerPoint để chúng ta dạy, thì đây là bài PowerPoint em mở lên như thế này. Sau đó thì cô sẽ nhấn vào cái chế độ show cái màn hình, thì cô dùng cái phím nha, dùng cái phím để chúng ta chuyển qua cái cửa sổ lúc nãy. Alt Tab, hai phím, thì cô giữ phím Alt, nhấn phím Tab để chuyển qua cái trình duyệt web của chúng ta đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ cái màn hình trình chiếu của bài PowerPoint. Thì cô click vào chia sẻ màn hình. Lúc này thầy cô sẽ chọn cho em ở cái cửa sổ đây, cái bài PowerPoint được show, thì cô sẽ chọn nó. Thì cô nhấn vào chia sẻ. Đó. Thì lúc này đây là cái màn hình được chia sẻ.
cho học sinh. Thầy cô cứ giảng dạy như bình thường, như một cái bài công nghệ thôi, như một cái tiết học công nghệ thôi. Cô giảng thì học sinh nó nghe và nó nhìn thấy cái giao diện như thế này. Thì đây là cái chia sẻ của em về lớp học tập.